đang ở trước bờ này, có kháng sinh này, để lựa chọn chế độ này, chúng ta chọn chế độ mới này, lúc này ta sẽ chỉnh được tốc độ này. Này là khẩu độ này, khẩu độ này, hai lô này. Chuyển sang chế độ quay, ấn nút này, nó chuyển sang chế độ quay, vào phóng sinh này, chuyển sang IP này, cái này bật chống rung này, nó hơi rót lại, standard là bật chống rung trên lan, off là tắt, khi bật chống rung trên body nó hơi rót lại, nhưng mà nó sẽ có chống rung, video nó sẽ mượt hơn.